Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Như thường lệ, mở đầu là phần bản tin văn hóa với một số thông tin sau. Dâng hương rước quốc tổ Lạc Long Quân về nơi thờ tự. Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ giữ gìn được nhiều nhà cổ trên 100 năm tuổi. Nghệ nhân dân gian Dương Thị Phương Đông, người nặng lòng bảo tồn đạo mẫu. Nét đẹp câu lạc bộ chống hội thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự Nét đẹp chợ quê. Cuối chương trình, trong mục tinh hoa phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng về thăm quần thể di tích quốc gia đặc biệt phố Hiến. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Vừa qua tại đền thờ Lạc Long Quân thuộc thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương rước quốc tổ Lạc Long Quân về nơi thờ tự. Đến dự và làm lễ có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đền thờ quốc tổ Lạc Long Quân vừa được tỉnh ta đầu tư phục dựng tại thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, có diện tích gần 8.000 m2. Theo sử sách, năm 1740, Chúa Trịnh Doanh đích thân cầm quân đi dẹp loạn ở Nam Định, qua khu vực Phố Hiến được quốc tổ báo mộng lành, rồi bách chiến bách thắng. Ca khúc Khải Hoàn nhớ ơn công đức của Ngài, triều đình giáng chiếu cho xây dựng đền thờ quốc tổ tại thôn Xích Đằng. Từ đó đến nay, quốc tổ luôn hiển linh phù hộ độ trì cho muôn dân tỉnh Hưng Yên và cả nước. Trải qua thời gian, ngôi đền bị xuống cấp, nhân dân địa phương đã rước quốc tổ tại đình cả của bản thôn để thờ tự. Nay tỉnh ta đã phục dựng lại đền thờ và rước quốc tổ về đền. Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ hiện còn 16 ngôi nhà cổ, trong đó có 4 ngôi nhà có tuổi đời trên 100 tuổi, còn lại là những ngôi nhà đã trải qua gần 100 năm mưa nắng. Thôn Hải Yến là địa phương có nhiều nhà cổ hơn cả. Các ngôi nhà cổ chủ yếu làm từ gỗ, tất cả hệ thống cột kèo trong các nhà đều được chạm trổ rất cầu kỳ, đẹp mắt. Những ngôi nhà này thường được thiết kế theo kiểu nhà 3 gian 2 trái hoặc 1 gian 2 trái. Gian ở giữa được dùng đặt bàn thờ tổ tiên, hai gian bên dùng để tiếp khách và sinh hoạt. Các trái là nơi để ở theo quy luật nam tả nữ hữu. Trước đây hát ca trù và chống quân phát triển rất mạnh ở huyện Khói Châu. Trước những năm 90 của thế kỷ trước, nó đã bị mai một. 20 năm trở lại đây, được sự quan tâm của tỉnh và của huyện Khói Châu, nên loại hình này đã được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2014, song song với chương trình bảo tồn hát ca trù, chống quân do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Khói Châu cũng thường xuyên mở những lớp truyền dạy ca trù và chống quân cho các hạ nhân trên địa bàn huyện. Mỗi lớp học kéo dài từ 3 đến 4 tháng, học vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong tuần. Học viên mỗi khóa học dao động từ 40 tới 60 người. Điều đặc biệt của những lớp truyền dạy ca trù chống quân ở Khói Châu là có rất nhiều học viên là trẻ em tham gia. Từ đây các nghệ nhân đã phát hiện và bồi dưỡng được nhiều hạt nhân có tố chất tốt. Chiều nào cũng vậy, gần 30 hội viên của câu lạc bộ chống quân thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên lại hẹn nhau ra nhà văn hóa thôn hoặc đình làng để luyện tập các bài hát chống quân. Nhiều hội viên trong câu lạc bộ còn có khả năng sáng tác, biên soạn các làn điệu chống quân, các tác phẩm thường gắn với di tích đền Tân La, nơi thờ Bát Nàn tướng quân Vũ Thị Thục tại địa phương. Qua đó vừa khơi dậy tình yêu âm nhạc cũng như giáo dục tuyên truyền về lịch sử cho thế hệ trẻ. Vào dịp xuân Kỷ Hợi này và lễ hội đền Tân La, các câu lạc bộ sẽ liên tục biểu diễn phục vụ nhân dân địa phương và khách thập phương đến lễ đền Tân La. Bà Dương Thị Phương Đông, trú tại thôn Văn Nhuế, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, là một trong những nghệ nhân dân gian loại hình thực hành tín ngưỡng thờ mẫu đợt đầu tiên của tỉnh. Bà Đông hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn văn hóa đạo mẫu tỉnh Hưng Yên. Câu lạc bộ có gần 200 hội viên. Bà Đông luôn đem tâm huyết và trách nhiệm hướng dẫn truyền dạy các kỹ năng cho các thanh đồng. Đồng thời bà cũng nhắc nhở mọi người không lợi dụng tín ngưỡng để hành nghề mê tín dị đoan. Bà Đông còn có tấm lòng hướng thiện, tích cực đi tặng quà cho người nghèo ở nhiều địa phương trên cả nước. Nhờ những đóng góp trong việc giữ gìn và phát huy thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, nghệ nhân dân gian Dương Thị Phương Đông đã được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tặng bằng khen, được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo tồn văn hóa đạo mẫu Việt Nam. Câu lạc bộ chống hội thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ có 25 hội viên, gồm cả nam và nữ. Toàn bộ số chống hội và trang phục biểu diễn là do các hội viên trong câu lạc bộ tự nguyện đóng góp.
Sự nhiệt tình tham gia của các hội viên đã khiến cho các buổi tập luyện trước sân đình thêm phấn khởi, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem. Hiện câu lạc bộ đã biểu diễn thành thục 5 bài trống nghệ thuật. Những tiếng trống rộn ràng cùng với sắc màu đỏ rực rỡ của trang phục đã khiến cho không gian di tích đình làng thêm phần trang trọng, bừng lên không khí xuân mới. Hiện nay câu lạc bộ đang tích cực tập luyện để sẵn sàng phục vụ lễ hội mùa xuân Kỷ Hợi tại địa phương. Dòng họ Lê Xuân, thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu đã có khoảng 300 năm đến nay, trải qua 9 đời vẫn giữ được truyền thống và nét đẹp văn hóa dòng họ. Theo thần phả làng Yên Vĩnh, dòng họ Lê Xuân là một trong 4 dòng họ đầu tiên về đầm Dạ Trạch tạo lập làng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, dòng họ Lê Xuân tích cực đóng góp sức người sức của cho tiền tuyến. Ngày nay nhiều con cháu trong dòng họ học hành tiến bộ trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, sĩ quan công an, quân đội. Mỗi năm dòng họ có từ 7 đến 10 người đỗ đại học. Dòng họ Lê Xuân đã đề ra 12 điều quy chuẩn giáo dục con cháu bao gồm 4 phương diện: luôn tưởng nhớ tới nguồn cội, hiếu thuận với cha mẹ, coi trọng giáo dục, hành đức đi đôi với hành nghiệp. Chợ không chỉ là nơi trao đổi buôn bán mà còn là nơi lưu giữ những nét đẹp mộc mạc gần gũi của dân quê. Đầu xuân năm mới, xin mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm hai khu chợ truyền thống là chợ Nôm và chợ Cời để ngắm nhìn những sản phẩm truyền thống cùng trở về với ký ức Tết xưa. Chợ Nôm ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm có từ thời Lê, được trùng tu lại vào thời Nguyễn. Chợ nằm trên bãi đất rộng trường Hai Mẫu Bắc Bộ trước cửa chùa, họp 1 tháng 12 phiên vào các ngày có số cuối là 1, 4, 6, 9. Xưa kia, chợ là một trong những trung tâm điều tiết nhộn nhịp của một làng buôn đồng nổi tiếng. Nay chợ Nôm không còn sầm uất như xưa nữa và nó cũng không còn là chợ dành riêng cho buôn bán đồng nát và các sản phẩm bằng đồng. Đến năm 1997, chợ được dựng lại và có quy mô như ngày nay với 2 dãy nhà cấp 4 và 5 khu bán đồ tạp hóa. Khi về với chợ Nôm, ta có cảm giác thân quen bình dị với đầy ắp những mặt hàng truyền thống, những sản vật do chính tay người dân nơi đây làm ra. Người mua, người bán khi đến chợ không chỉ để giao thương mà còn là vì sự gắn bó với khu chợ truyền thống này. Tôi đi chợ này 42 năm rồi, chuyên muốn bán chè thuốc lá. Tôi thấy rất thích đi chợ, cái thứ nhất cho vui, hơn nữa là gần cái chùa cổ, di tích cổ, chùa Lôm. Đấy, đây rất nhiều di tích, cầu đá chẳng hạn. Đấy, nó cũng gắn bó với tôi cảm tưởng tôi không đi chợ, tôi nhớ lắm. Chợ Lôm là có cái thú vị là gần chùa, chợ Lôm mới có hàng truyền thống thúng rồi các hàng đặc sản. Xã vẫn có quan điểm là có thể có khu thương mại, nhưng mà xã vẫn quan điểm là duy trì giữ cái chợ cổ, những cái hàng quán chợ cổ để trao đổi cái hàng nông sản của nông dân. Ngoài chợ Nôm, trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn một vài khu chợ truyền thống khác như chợ Cời ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Chợ được mở 9 phiên trong 1 tháng, vào các ngày có số cuối là 1, 3, 7. Trước đây, chợ xuất hiện là để phục vụ nhu cầu buôn bán của người dân thuộc 3 xã Phú Cường, Hùng Cường của Hưng Yên và xã Mộc Bắc của Hà Nam. Ngày nay, tuy chợ vẫn giữ được 11 gian hàng, nhưng việc buôn bán đã không còn sầm uất như xưa, chỉ phục vụ nhu cầu của nhân dân trong vùng. Đa phần các mặt hàng được bày bán tại đây là các sản phẩm nông sản, thực phẩm, món ăn truyền thống, các mặt hàng mỹ nghệ thủ công do người dân nơi đây tự tăng gia trồng trọt, chế biến, đan lát. Sự sầm uất này đã không còn, nhưng chợ vẫn giữ được tường vách rêu phong, những nghề truyền thống như đan lát, rèn nông cụ, sự thân thiện gần gũi của những người bán hàng đã níu chân những người đã từng đến chợ. Tôi rất muốn là gìn giữ cái khu vợ chợ truyền thống này. Chị em là đi chợ là gặp mặt nhau là nó cảm thấy là nó chan hòa cái tình cảm này khác, mua bán này cũng dễ dàng. Để giữ gìn được những khu chợ truyền thống, chính là nhờ vào sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương và nhân dân nơi đây. Ủy ban xã Phú Cường là chỉ đạo cái tổ chợ là thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, là quản lý và đổ rác đúng các nơi quy định. Cái thứ hai nữa là giao ban công an xã là thường xuyên các cái buổi chợ là trực rồi bám nắm tình hình, thế và để là đảm bảo an toàn giao thông là trong các ngày họp chợ. Những khu chợ truyền thống không chỉ là nơi giao thương mà đã đi sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Người ta đến chợ đôi khi không phải là để mua bán mà chỉ để hút điếu thuốc lào,
nhâm nhi chén trà, vui vẻ cùng dăm ba câu chuyện làng xã. Năm hết Tết đến, những khu chợ truyền thống tràn ngập lá dong, hoa đào, cá chép đã gợi cho chúng ta nhớ đến những hương vị của Tết xưa. Quần thể di tích Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên còn lưu giữ 128 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, trong đó có 17 di tích đã được xếp hạng quốc gia cùng hàng nghìn cổ vật có giá trị. Với những giá trị độc đáo về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, các di tích ở thành phố Hưng Yên đã tạo nên một quần thể di tích độc đáo mà khó tìm thấy ở nơi nào có được, xứng tầm với một di tích quốc gia đặc biệt. Phố Hiến, Hưng Yên vốn là một đô thị cảng tấp nập của những hoạt động công thương nghiệp ở đàng ngoài vào thế kỷ 17-18 và đã đi vào trong câu ca quen thuộc thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Qua thời gian, Phố Hiến đã khẳng định cho mình một vị trí khá nổi bật trong hệ thống đô thị Việt Nam thời bấy giờ, chỉ đứng sau Kinh Kỳ Thăng Long. Trải qua những thăng trầm của lịch sử cùng với sự biến đổi của tự nhiên, Phố Hiến ngày nay chỉ còn lại một quần thể di tích, kiến trúc nghệ thuật với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, cùng những thuần phong mỹ tục, những làng nghề thủ công, những nét nghệ thuật dân gian độc đáo. Có thể xem đây là một tụ điểm của nghệ thuật xứ Đông, thấp thoáng có phong cách kiến trúc của người Trung Hoa và kiến trúc châu Âu như nhà thờ Gothic trên đường Bãi Sậy. Hiện nay, những dấu vết về các thành quách, những khu phố cổ, nhà dân, thương điếm và các cơ sở sản xuất thủ công đánh dấu một thời kỳ vàng son của Phố Hiến còn lại rất ít và mờ nhạt. Trên một cái không gian có diện tích là khoảng 5 cây số vuông như thế mà có đến hơn 150 di tích như Phố Hiến. Thì đấy là cái đặc trưng của sự phong phú, mật tập, tập trung về mặt số lượng mà rất ít nơi có thể có được. Chứ đừng nói là mơ đến cái điều đó. Trong số này đã có 17 di tích được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa của quốc gia. Điển hình nhất là Văn Miếu Xích Đằng được thành lập vào năm 1803-1804 trên nền cũ của khu vực Chùa Nguyệt Đường. Sau khi thành lập tỉnh Hưng Yên vào năm 1831, Văn Miếu Xích Đằng trở thành văn miếu của tỉnh Hưng Yên. 8 năm sau khi thành lập tỉnh, Văn Miếu Xích Đằng được tiến hành tu sửa lớn vào năm Minh Mệnh thứ 20-1839. Hiện vật quý giá nhất trong văn miếu còn lưu giữ được đến ngày nay, đó chính là 9 tấm bia đá khắc tên tuổi, quê quán, chức vụ của 161 vị Đỗ Đại Khoa ở trấn Sơn Nam xưa. Những tấm bia Đại Khoa ở Văn Miếu Xích Đằng, Hưng Yên đã không chỉ làm nhiệm vụ lưu giữ tên tuổi, sự nghiệp của các bậc đại khoa của Hưng Yên mà của cả đất nước nữa. Cái giá trị ở chỗ ấy, nó còn được kèm vào đây cái truyền thống tôn sư, trọng đạo, tôn trọng trí tuệ, trí thức và trí giả. Đấy là cái truyền thống mà chúng ta quen gọi là văn hiến thi thư. Không phải là bất cứ tỉnh nào cũng có được cái tòa văn miếu của mình. Như vậy, Văn Miếu Hưng Yên, Văn Miếu Xích Đằng, Phố Hiến ấy, là nằm trong số ít những tòa kiến trúc thờ phụng ông tổ của nho giáo và nho học. Muốn được chiêm ngưỡng và thưởng thức những nét văn hóa độc đáo của người dân Phúc Kiến Trung Quốc,
thì đến tham quan đền Thiên Hậu, Đông Đô Quảng Hội, Võ Miếu với những kiến trúc hoành tráng, đồ sộ, khẳng định quá trình buôn bán thịnh vượng, phát đạt của người dân Trung Quốc khi di cư sang phố Hiến. Đền Thiên Hậu được xây dựng từ năm 1640. Đây là công trình mang đậm màu sắc kiến trúc Trung Hoa trên nhiều phương diện như tam quan, nhà tế, mái đền, đào góc và kết cấu vì kèo. Theo truyền ngôn của Kiều dân thì công trình được làm sẵn ở Trung Quốc rồi trở sang Việt Nam cất dựng. Đền Bà Thiên Hậu hoàn toàn là Trung Hoa, nhưng mà ở trong cái nghi môn của cái đền này, chúng ta thấy rõ ràng là cái chạm trổ ở trên nghi môn ấy có những con rồng với cái đao mác là sản phẩm của Việt Nam hoàn toàn, mà Trung Hoa không có. Cái sản phẩm ấy nó mang cái nghệ thuật của cái thế kỷ thứ 17 và đầu 18. Như vậy thì ngay trong cái kiến trúc này nó đã có một cái sự gọi là hoa thờ Bà Thiên Hậu thật đấy, nhưng nó đã là một cái sự kết hợp văn hóa của người Hoa và người Việt một cách rất là rõ rệt. Nét kiến trúc Trung Hoa còn được thể hiện tại Đông Đô Quảng Hội thuộc khu vực phố Hiến Hạ. Đây là một hội quán của người Hoa, là nơi hội họp của các thương gia nước ngoài, nhưng chủ yếu là người Trung Quốc đến làm ăn, buôn bán tại vùng phố Hiến thế kỷ 16-17. Đồng thời, đây cũng là nơi thờ Tam Thánh và Đức Thánh Mẫu Thượng Thiên. Còn Đền Mẫu là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất của phố Hiến, nơi có hồ bán nguyệt với phong cảnh hữu tình, mặt nước trong xanh phẳng lặng, bốn bề cây xanh râm mát. Một bên là phố Nguyệt Hồ, một bên là đê Đại Hà. Không gian thoáng đãng là nguồn thi hứng cho nhiều tao nhân mặc khách. Đền Mẫu cũng nổi tiếng bởi có cây xanh si đa cổ thụ ngót 800 năm ở phía trước cửa đền. Về thăm lại phố Hiến xưa qua di tích đình chùa Hiến. Trước cửa chùa Hiến có cây nhãn tiến nổi tiếng lâu đời. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng mô tả, mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh ngọt trời cho. Mỗi mùa nhãn chín, nhãn được hái dâng Đức Phật, cúng thần hoàng và để quan lại địa phương mang tiến cho vua chúa nên gọi là nhãn tiến. Trước sân chùa có hai tấm bia, đây là những tấm bia cổ nhất, lưu trữ nhiều tư liệu lịch sử nói lên quá trình tụ cư của thương cảng phố Hiến. Từ chùa Hiến, ngược theo đường Bãi Sậy khoảng 2 km, chúng ta sẽ được thưởng thức nét đặc sắc của chùa Chuông hay còn gọi là Kim Trung Tự, được mệnh danh là phố Hiến nổi tiếng danh lam. Ngoài những di tích kể trên, quần thể di tích phố Hiến còn có các ngôi đền thờ các danh nhân của đất nước và của đất xứ Nhãn, cũng mang dấu ấn kiến trúc đậm chất văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ như đền Trần thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người anh hùng kiệt xuất của dân tộc; đền Mây thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ, một vị tướng tài ba của đất nước trong thời kỳ đầu độc lập tự chủ; đền thờ tướng quân Đinh Điền, vân vân. Đến thăm phố Hiến, mọi người đều mong muốn tìm hiểu về quá khứ hào hùng, sôi động của một đô thị cổ xưa đã từng lắng đọng trong câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Và chỉ có thông qua quần thể di tích phố Hiến, quá khứ mới hiện lên rõ nét nhất. Ở đây chúng ta tìm được trong các kiến trúc tôn giáo một không gian hài hòa, tuyệt đẹp giữa cảnh trí thiên nhiên và hình khối kiến trúc cùng các mảng chạm khắc tinh xảo. Khi về thăm phố Hiến, một cái đô thị cổ mà mang đặc trưng Đại Việt thời Trung Cổ rất là rõ ràng, có một cái hội quán hay là nhiều cái kiến trúc mà mang đặc trưng của Trung Hoa. Như vậy là cái tính giao lưu văn hóa một cách phong phú, một cách đa dạng, đa diện, đa chiều của các di tích ở phố Hiến, đấy là một giá trị đặc trưng nữa về mặt chất lượng. Gần đây, chính phủ đã phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ phố Hiến gắn với phát triển du lịch.
khi dự án bảo tồn tôn tạo phố Hiến cổ hoàn thành sẽ khơi dậy lại hình ảnh của phố Hiến xưa. Khi ấy, Hưng Yên sẽ có thêm cơ hội mở rộng phát triển du lịch. Đây là cơ sở quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Qua nhiều thế kỷ, trải biết mấy đổi thay của thiên nhiên và xã hội, phố Hiến này đã dần được hồi phục, trở lại một phần diện mạo vốn có. Lòng đất của phố Hiến vẫn còn tiềm ẩn nhiều di sản quý báu. Hồ Bán Nguyệt vẫn trong xanh, gợi nhớ lại dòng sông và bến cảng xưa. Đông đô Quảng Hội, đền Thiên Hậu vẫn tồn tại, gợi nhớ một quá khứ phồn vinh và hữu nghị. Chùa Chuông vang vọng tiếng chuông ngân, thức tỉnh mọi người nhớ về quá khứ. Văn Miếu vẫn hiện diện biểu tượng trí tuệ cho nền học vấn của Hưng Yên. Với những giá trị quý giá còn lưu giữ được về một đô thị cổ phố Hiến nổi danh, thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến, hy vọng phố Hiến xưa, thành phố Hưng Yên ngày nay vẫn là điểm hẹn lý tưởng của du khách gần xa. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.